Hiện nay có rất nhiều máy in Canon đã reset và đã vào chế độ reset không đúng nên nó đã bị khóa main, hỏng rất là tiếc và chi phí rất là cao. Nên hôm nay sẽ làm video hướng dẫn các bạn và mọi người cách vào chế độ reset để cho sử dụng máy in được bền và chúng ta có thể reset thành công. Chúng ta nên nhớ trước khi reset chúng ta phải vào được chế độ reset của máy in. Để vào được chế độ reset của máy in, chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta phải làm đúng để cho máy in không bị lỗi và sẽ không lỗi main, chúng ta sẽ tốn ít chi phí. Nếu bị lỗi main sẽ tốn rất nhiều chi phí, gần bằng nửa cái máy của chúng ta. Nên chúng ta hãy cẩn thận khi mà làm chế độ reset này. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm. Đầu tiên chúng ta hãy vào chế độ reset của máy in. Đây là dòng Canon EX 6860 của Canon in A3. Chúng ta vào chế độ reset như sau. Đầu tiên ta hãy giữ cái phím mũi tên này. Đè vào phím mũi tên. Rồi tiếp tục chúng ta đè vào nút nguồn. Rồi chúng ta vẫn giữ nút nguồn này. Rồi chúng ta sẽ bấm vào phím mũi tên này 5 cái, đúng chính xác 5 cái thì mới được. Đó, chúng ta bấm vào đúng chính xác 5 cái nha. 1 2 3 4 5. Rồi đúng 5 cái vậy. Sau khi bấm đúng 5 cái chúng ta sẽ thả tay ra. Khi chúng ta thả tay ra mà cái đèn nguồn nó chớp chớp vậy là nó đúng. Đó là vào chế độ để reset máy in, chế độ service mode của máy in đó. Đây là đây. Tất cả các dòng máy A3 chúng ta đều làm như vậy cả, của Canon. Rất là dễ. Dòng máy Epson thì nó dễ hơn, nó không thể vào chế độ reset mode như dòng Canon. Bên mình cung cấp key reset và phần mềm reset cho tất cả các dòng máy Canon, Epson giá rẻ cho anh em kỹ thuật làm, rồi mọi công ty cá nhân ở khu vực xa chúng ta có thể làm từ xa, điều khiển qua TeamViewer hoặc UltraViewer nó rất là tiện. Chúng ta không thể di chuyển máy, gửi máy đi rất là tốn tiền tốn công, mà lại là sẽ bị đổ mực vào máy, tại vì khi chúng ta gắn hệ thống mực chúng ta di chuyển nó sẽ bị tràn, bị chảy vào máy, rất là tốn nhiều chi phí. Khi chúng ta gửi đi để bảo hành thì mực nó sẽ chảy vào, nó hư main, hư máy, rồi hư rất nhiều thứ, khi đó chi phí lên rất là cao. Nên chúng ta sẽ làm tại nhà cho nó tiện. Bên mình cung cấp thay chỉ có 100.000 thôi, còn phần mềm thì xài vĩnh viễn thì 200.000 thì chúng ta có thể sử dụng vĩnh viễn và full tất cả các dòng Canon luôn. Epson cũng vậy, Epson thì chỉ mã nào thì riêng cho mã đó. Rồi chúng ta vào được chế độ reset như thế này, đó đèn nguồn nó sẽ sáng lên. Đó. Khi mà chúng ta vào mà cái đèn mũi tên này á nó sáng mà đèn nguồn không sáng á, là khi đó là chúng ta đã chạy những phần mềm không đúng hoặc vào chế độ reset không đúng, nó sẽ khóa main. Khi mà các bạn cần, các bạn cứ nhắn qua Zalo cho mình á, mình sẽ hướng dẫn các bạn trước khi reset để khỏi tốn chi phí mà chúng ta lại không có reset được cái máy in. Có gì mọi người cứ inbox trước để mình hướng dẫn cho. Cái máy báo lỗi 1700, là máy dòng máy Canon báo lỗi 1700 là sắp tràn bộ nhớ, còn 5B00 là lỗi tràn bộ nhớ. Khi lỗi tràn bộ nhớ thì hãy inbox cho mình để mình hướng dẫn trước. Rồi chúng ta thử nó vào chế độ reset này. Khi nào mà chúng ta vào chế độ reset mà đèn nguồn sáng như vậy là được. Chúng ta thử mở nắp lên. Mình sẽ hướng dẫn thêm một xíu cho các bạn dễ hiểu. Đó, chúng ta thử lấy một cục mực ra. Ta sẽ hướng dẫn các bạn. Máy đang vào chế độ reset rồi đó. Chúng ta lấy thử một cục mực ra. Chúng ta đợi một xíu để cho máy kiểm tra cái cục mực. Tôi đang test. Ví dụ chúng ta lấy cục mực ra xem máy nó báo tình trạng như thế nào, chúng ta có thể reset được hay không. Đó.
nó sẽ báo đèn. 1 2 3 4 đèn, báo 4 đèn cam là nó không có mực á, thiếu mực á. Khi đó chúng ta không có thể reset được đâu, chúng ta phải bỏ cái hộp mực này vào, nó hộp mực nó mới lấy ra. Ví dụ nha. Đó. Khi máy mà vào được chế độ reset mà cái đèn nguồn nó đứng im á thì chúng ta mới có thể reset được nha. Còn máy là nó đang có báo lỗi không nhận hộp mực hay thiếu mực hay là tất cả các lỗi khác, nó sẽ báo cái đèn vàng này cho chúng ta biết. Nó có bảng mã lỗi riêng, lên mạng search ra bảng mã lỗi của dòng máy Infung Canon là nó có. Nó cái này là bốn đèn cam là không có mực. Đó là khi đó chúng ta không có thể reset được. Ta bỏ mực vào. Tôi lấy cái máy mới ra để là ví dụ hướng dẫn cho mọi người cách. Rồi chúng ta bỏ cái mực vào lại. Rồi chúng ta đợi một xíu. Rồi nó sẽ kiểm tra. Đợi một xíu để kiểm tra. Khi mà đèn nguồn đứng như vậy chúng ta mới có thể reset được nha. Chúng ta sẽ kiểm tra nó được. Khi máy báo lỗi là chúng ta không có làm gì được cả. Rồi chúng ta thử mở phần mềm lên. Đây là phần mềm. Phần mềm reset bên mình cung cấp chỉ có 200 ngàn. Nó xài cho kỹ thuật á. Nó kỹ thuật công ty gì mình mua chỉ có 200 ngàn thôi. Đó, mình mở lên là mình chạy thôi. Chạy vô từ năm này đến năm khác chạy thoải mái. Đó, khi chúng ta vào được thì nó sẽ kiểm tra này, Canon IS6860 này, series luôn này. Series này, 20323 này, series 20323. Series 20323. Rồi, bảng EEPROM. Bảng EEPROM của nó đây. Máy chúng ta mới in được á, tại vì chúng ta máy mới thì chúng ta mới test mới in được á. Hai bảng này. Total buy này, hai bảng này. Đó. Có một cái video kia chúng ta hướng dẫn đọc các dữ liệu ở trên cái bảng EEPROM này á. Ta có ví dụ hướng dẫn video trong cái Printer for You cho bạn á, bạn vào đó sẽ thấy tất cả đọc tất cả các dữ liệu chỉ số trong cái này á. Chúng ta vào được rồi, chúng ta sẽ đọc được cái dữ liệu ở trên cái main. Đây là chúng ta vào được cái độ reset để reset. Phần mềm đây là phần mềm reset này. Khi vào được thì nó hiển thị series số này trên này. Rất là tiện. Reset cho công ty, tiệm photocopy công ty rồi chúng ta để dành chúng ta xài. Đây là phần mềm của bên mình cung cấp. Chỉ có 200 ngàn thôi. Còn khay xài reset một lần thì 100 ngàn. Các bạn có inbox số điện thoại Zalo phía dưới. Chúng ta sẽ hướng dẫn trước cho các bạn để kiểm tra máy trước. Khi mà máy có tình trạng gì chúng ta sẽ hướng dẫn trước để cho chúng ta khỏi phải tốn phí mà lại reset máy không được.